Sáng nay ngày 1 tháng 2, sau 5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tổng bí thư đánh giá sau 5 ngày làm việc khẩn trương hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành được các nội dung và kết thúc sớm gần 2 ngày so với kế hoạch. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, thành công này sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, để phát triển đất nước cần phải phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Trong đó, tôn giáo được Đảng xác định là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng đất nước. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, sáng nay ngày 1 tháng 2, Đoàn Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã đến chúc Tết các ban ngành Trung ương, gồm Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương. Thay mặt Trung ương Giáo hội, chư tôn giáo phẩm tham gia đoàn đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo các ban ngành Trung ương, thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện thành công nhiều Phật sự quan trọng. Nhân dịp này, chư tôn đức gửi lời chúc quý lãnh đạo các ban ngành dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt các công việc được phân công, đưa đất nước ngày càng phát triển và nhân dân đón mùa xuân mới an vui. Đáp lại lời chúc, lãnh đạo các ban ngành Trung ương trân trọng cảm ơn các đoàn của Trung ương Giáo hội. Đánh giá cao các kết quả mà giáo hội các cấp đạt được, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội của giáo hội trong việc hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19, cứu trợ bão lũ miền Trung, quý lãnh đạo ban ngành mong muốn tiếp tục nhận sự chung tay của các cấp giáo hội trong việc đảm bảo an sinh xã hội và chúc toàn thể chư tăng ni Phật tử cả nước đón năm mới mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc.